pha bứt tóc ngoạn mục và cú sút xuất thần mang niềm hy vọng của Thanh Nhã. Pha bứt tóc rồi dứt điểm tung lưới thủ môn Mele From trong trận giao hữu với Đức sẽ trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất sự nghiệp Thanh Nhã. Phút 92, đội tuyển nữ Đức đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng thứ 3 vào lưới đội tuyển nữ Việt Nam. Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung tập trung phòng ngự, rồi đoạt lại bóng ở trung lộ. Chỉ với một đường chuyền xuyên tuyến, bóng đến chân Thanh Nhã. Tiền đạo trẻ sinh năm 2001 bứt tóc vượt qua hậu vệ đối thủ, rê bóng rồi dứt điểm khéo léo bằng chân trái tung lưới thủ môn Mele From, một trong những người gác đền kỳ cựu nhất của bóng đá nữ thế giới. Mele From từng lọt top 5 thủ môn xuất sắc nhất thế giới do FIFA bình chọn. Trước khi ghi bàn giúp đội tuyển nữ Việt Nam khép lại trận đấu với tỷ số 1-2 đầy khích lệ, Thanh Nhã đã chơi nỗ lực. Cầu thủ của đội Hà Nội được xếp bám biên phải, sát cánh cùng Hải Yến và Thúy Hằng để tạo thành bộ ba tấn công. Trong cả trận, Thanh Nhã hầu như không có bóng, mà phải lùi về hỗ trợ phòng ngự. Do đội tuyển nữ Việt Nam chỉ cầm bóng 27%, nên nhiệm vụ của những cầu thủ tấn công như Thanh Nhã là phòng ngự, đuổi bóng, tranh chấp như hậu vệ. Tuy nhiên, cuộc đua thể lực với đội bóng số 2 thế giới không bào mòn năng lượng của Thanh Nhã. Dù vẫn có những pha tranh chấp non kinh nghiệm, để đối thủ vượt qua, song pha bứt tóc cuối trận cho thấy nền tảng thể lực cùng khát khao cháy bỏng của tiền đạo trẻ mới được huấn luyện viên Mai Đức Chung tạo điều kiện trong 2 năm trở lại đây. Bàn thắng của Thanh Nhã quan trọng bởi, nó thắp lên hy vọng cho đội tuyển nữ Việt Nam trước sân chơi World Cup. Đó là niềm tin rằng nếu có đấu pháp phù hợp cùng quyết tâm đủ lớn, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn có cơ hội. Sự dẻo dai và kiên cường của đội tuyển nữ Việt Nam đã tăng lên vượt bậc sau 3 tuần tập huấn, giao hữu với nhiều đối thủ mạnh tại Đức và Ba Lan. Với cá nhân Thanh Nhã, cầu thủ từng bị ban huấn luyện chỉnh nắng kỹ năng dứt điểm nhiều lần, cú sút chân trái quyết đoán vào góc xa cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Trước đó ở chung kết SEA Games 32, Thanh Nhã từng sút tung lưới Myanmar nhờ pha bấm bóng điệu nghệ bằng chân phải, khiến huấn luyện viên Mai Đức Chung phải thốt lên không nghĩ cú sút ấy lại thành bàn. Còn bàn thắng vào lưới Đức được ghi bằng chân trái. Kỹ năng dứt điểm đa dạng, khả năng thăng bằng tốt sau khi bứt tóc qua hơn nửa chiều dài sân, cho thấy Thanh Nhã là mũi tấn công đầy tiềm năng của đội tuyển nữ Việt Nam. Trong bối cảnh Huỳnh Như chấn thương, nhạy cảm sang bàn của Thanh Nhã sẽ mang tới cho đội tuyển nữ Việt Nam thêm lựa chọn. Những pha xử lý táo bạo ở trận gặp đội tuyển nữ Đức cần được phát huy ở World Cup 2023, nơi những đối thủ của thầy trò ông Chung đều mạnh vượt trội, nhưng không phải là không có điểm yếu để khai thác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.